Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang địa phương huyện Tân Lạc do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thực hiện. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tân Lạc tổ chức hội nghị lần thứ 13 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2023. Hội nghị giao ban công tác dân vận quý 1 triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2023. Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục trung học cơ sở năm học 2022-2023. Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn cánh tay nối dài đưa tín dụng ưu đãi tới người dân. Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2023, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị lần thứ 13 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Đồng chí Đinh Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đồng chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2023, Huyện ủy Tân Lạc đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chương trình trọng tâm, đột phá và đã đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chăm lo Tết cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Lãnh đạo chỉ đạo và tham mưu cho Ban tổ chức tỉnh tổ chức thành công lễ hội khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2023, sắp xếp bố trí cán bộ thuộc thẩm quyền đảm bảo phù hợp, lãnh đạo các địa phương thực hiện nhiệm vụ sản xuất vụ chiêm xuân đảm bảo khung thời vụ, tập trung lãnh đạo chỉ đạo ra soát việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai, về sản xuất giá trị công nghiệp tiểu thủ công nghiệp quý 1 năm 2023 đạt 356,24 tỷ đồng, tăng 22,78% so với cùng kỳ. Tổng mức giá trị bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 697,5 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 15 tỷ 408 triệu đồng, đạt 19,4% dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, đạt 7,07% so với dự toán Hội đồng Nhân dân huyện giao, bằng 173,8% so với cùng kỳ. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được củng cố. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã quán triệt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Đinh Anh Tuấn đề nghị các cấp, ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tổ chức các hội nghị học tập chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt là đề cao trách nhiệm vai trò người đứng đầu, cán bộ chủ chốt. Tiếp tục rà soát quy hoạch, luân chuyển, điều động cán bộ. Các đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí về môi trường, cảnh quan nông thôn. Quán triệt triển khai thực hiện chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện nghị quyết số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai đầu tư không gian văn hóa Mường tại xóm Lý Ải, xã Phong Phú cùng một số nhiệm vụ quan trọng khác. Sáng ngày 30 tháng 3 năm 2023, tại xã Suối Hoa, Ban dân vận Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2023. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Bùi Thị Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì hội nghị. Trong quý 1, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, thiết thực. Cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và quần chúng gắn công tác dân vận với các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Xây dựng triển khai thực hiện chương trình nhiệm vụ công tác năm 2023, tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào gắn với chương trình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, thực hiện giao nhận quân đạt chỉ tiêu, kế hoạch. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp xúc đối thoại với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Trong đó cấp huyện tổ chức tiếp 11 lượt công dân không có đoàn khiếu kiện đông người. Cấp xã thị trấn tổ chức được 96 cuộc tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban Nhân dân. Tiếp tục xây dựng mô hình dân vận khéo, chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ tại hai xã Nhân Mỹ và Ngọc Mỹ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ghi nhận biểu dương những kết quả công tác dân vận đã đạt được trong thời gian qua.
Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên về công tác dân vận, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nề nếp hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân và sự đồng thuận của xã hội làm thước đo đánh giá hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, không để phát sinh điểm nóng. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trung học cơ sở năm học 2022-2023. Đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường tiểu học và trung học cơ sở trực thuộc, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Theo báo cáo đề dẫn tại hội nghị, năm học 2022-2023, toàn huyện có 25 trường tiểu học và trung học cơ sở, trong đó có 1 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở, 23 trường tiểu học và trung học cơ sở. Tổng số học sinh trung học cơ sở là 5.641 học sinh. Với những nỗ lực chung, chất lượng giáo dục huyện Tân Lạc những năm gần đây được duy trì ổn định và từng bước nâng lên. Đặc biệt, đối với giáo dục trung học cơ sở đã có những chuyển biến tích cực, thể hiện qua kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ, các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Riêng năm học 2022-2023, huyện Tân Lạc đứng thứ 3 sau thành phố và huyện Lạc Thủy. Về giáo dục mũi nhọn, số học sinh giỏi cấp tỉnh trung học cơ sở năm học 2022-2023, huyện Tân Lạc đứng thứ 2 sau thành phố. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục giữa các trường học không đồng đều, kết quả kiểm tra hàng tháng các môn Toán, Văn, Anh cho thấy tỷ lệ yếu kém còn chiếm tỷ lệ khá cao. Tại hội nghị đã có 15 lượt ý kiến của các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá, chỉ ra những thuận lợi và cả những thách thức, nguy cơ tác động xấu đến chất lượng giáo dục nói chung, giáo dục trung học cơ sở huyện nhà nói riêng. Vấn đề mà các đại biểu chăn trở hiện nay đó là một bộ phận không nhỏ phụ huynh chưa thực sự nhận thức giáo dục là quốc sách hàng đầu, nhiều gia đình chưa thực sự coi trọng đến việc học hành của con em mình, còn tình trạng buông lỏng quản lý và định hướng con cái trong việc học tập. Đặc biệt, sự tác động của mặt trái công nghệ thông tin, nhiều học sinh ham chơi điện thoại, TV, sao nhãng việc học tập. Ngoài ra, đội ngũ giáo viên thiếu một số môn, năng lực không đồng đều. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, biểu dương, ghi nhận những chia sẻ, những ý phát biểu đầy tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu dự hội nghị. Đây sẽ là cơ sở để huyện tiếp tục có những định hướng để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng giáo dục trung học cơ sở nói riêng. Đồng chí yêu cầu toàn ngành cùng với cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục kiên trì với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, đồng thời quan tâm đầu tư cho giáo dục mũi nhọn, thường xuyên tuyên truyền giáo dục định hướng cho các em có nhận thức đúng đắn về mục đích và động cơ học tập cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nguồn vốn ưu đãi từ chương trình tín dụng, chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã được triển khai đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Để có được kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn. Họ là những người ở cơ sở gần dân nhất, luôn sát cánh cùng hộ nghèo trong quá trình sử dụng vốn. Ghi nhận của phóng viên tại xóm Bùi Nước, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc. Chị Bùi Thị Mình, xóm Bùi Nước, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc đã có thâm niên 12 năm làm tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn. Chị luôn được bà con trong tổ tiết kiệm và vay vốn hết mực tin tưởng, đại diện cho tổ ký hợp đồng ủy nhiệm với phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Lạc, thực hiện thu lãi và tiền tiết kiệm tín dụng hàng tháng. Các hộ nếu mà có cái nhu cầu vay vốn ấy, thì mình cũng sẽ tuyên truyền cho các hộ vay để mà được vay cái nguồn vốn để mà phát triển kinh tế cho gia đình ấy. Thì giờ cũng nhờ cái nguồn vốn này cũng nhiều hộ là cũng vay và cũng phát triển được kinh tế cho gia đình, cũng xóa đói giảm nghèo được rất nhiều. Với vai trò là tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, chị Mình luôn sâu sát, nắm bắt kịp thời từng hoàn cảnh gia đình, nhu cầu vay vốn của các thành viên trong tổ. Thường xuyên nghiên cứu nội dung các chương trình tín dụng chính sách xã hội của chính phủ, hiểu về từng loại đối tượng vay vốn và nắm rõ quy trình cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội
để tư vấn, hỗ trợ cho tổ viên. Khi được vay vốn, không bỏ mặc thành viên trong tổ tự tìm hướng đi cho mình. Chị luôn bám sát, động viên và hướng dẫn người vay vốn, sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra, chị còn duy trì sinh hoạt tổ thường kỳ để đánh giá hoạt động của tổ và cách sử dụng vốn vay của từng thành viên, kiểm tra, đôn đốc các khoản nợ sắp đến hạn, nợ quá hạn, nhằm nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc để báo cáo cán bộ tín dụng, phụ trách xã giải quyết, tránh tình trạng sử dụng vốn vay không hiệu quả, nợ đọng vốn. Gia đình bà Bùi Thị Sệt, xóm Bùi Nước là một trong những hộ thiếu vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Giữa lúc khó khăn ấy, bà Sệt được chị Bùi Thị Mình, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn giới thiệu và hướng dẫn làm thủ tục vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Với số vốn vay 20 triệu đồng, gia đình bà đã mua trâu chăn nuôi. Từ một con trâu ban đầu, đến nay đã phát triển được 2 con, tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình. Ngân hàng cho gia đình của tôi vay tiền ngân hàng, thì tôi cũng cảm ơn tổ trưởng cháu Bùi Thị Mình có cái chính sách cho gia đình của tôi được vay vốn để làm ăn. Từ hôm đó thì gia đình tôi thì mới có khả năng lên một tí. Hiện nay, tổ tiết kiệm và vay vốn do chị mình quản lý có 42 hộ đang vay vốn các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Tổng dư nợ của tổ đạt hơn 2 tỷ đồng, không có nợ quá hạn. 100% số hộ vay có tiền gửi tiết kiệm. Được biết, xóm Bùi Nước có tổng số 114 hộ, trong đó số hộ là khách hàng của Ngân hàng Chính sách Xã hội là 89 hộ. Ngoài tổ tiết kiệm và vay vốn do chị Bùi Thị Mình làm tổ trưởng, xóm còn có tổ tiết kiệm và vay vốn do chị Bùi Thị Hòa làm tổ trưởng với 47 tổ viên. Theo chị Hòa, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, truyền tải kịp thời đầy đủ các chính sách, quy định về vay vốn tới tổ viên, những năm qua, tổ tiết kiệm và vay vốn không có nợ quá hạn và lãi tồn đọng. Điều đáng nói là với sự giám sát việc sử dụng vốn của bà con, đôn đốc, nhắc nhở, thực hiện đúng cam kết với ngân hàng, các tổ viên vay vốn đều có ý thức trả lãi, trả nợ đúng thời gian quy định, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn và nợ xấu. Các hộ vay đều có trách nhiệm trả lãi suất hàng 20 hàng tháng. Các hộ đến nhà trả lãi suất với lại tiết kiệm cho mình thôi ạ. Không có tiết kiệm cho ai, thì mỗi một hộ là 30.000 một hộ. Có những nhà nào có nhu cầu gửi nhiều là gửi 100, 200, tiết kiệm được nhiều để các hộ này trả luôn gốc. Hiện nhu cầu vay vốn của nhân dân địa phương rất lớn. Đặc biệt, với nỗ lực hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới trong năm 2023, xã Nhân Mỹ tiếp tục được các cấp ngành quan tâm, ưu tiên nguồn lực. Trong đó có vốn vay của Ngân hàng Chính sách nhằm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, chỉnh trang nhà cửa, đầu tư nâng cấp công trình vệ sinh, nước sạch. Các tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động rất tích cực nhằm đưa nguồn vốn ưu đãi của chính phủ đến với đối tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả vốn vay, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tạo việc làm, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, nếu như các hộ mà có nhu cầu vay mới ấy, thì cũng sẽ cố gắng hết sức để tạo điều kiện cho các hộ được, nếu như ngân hàng mà có cái nguồn vốn mới ấy, thì mình sẽ cho họ vay để mà phát triển kinh tế, để mà tạo điều kiện cho gia đình để xóa được đói, giảm được nghèo ấy. Xác định tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả không chỉ là cánh tay nối dài của Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp truyền tải nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, mà còn giúp bà con tính toán làm ăn, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, cách sử dụng vốn vay hiệu quả, hỗ trợ nhau lúc khó khăn, thực hành tiết kiệm, góp phần nâng cao chất lượng nguồn tín dụng chính sách. Hàng năm, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Lạc luôn chú trọng, sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện có tổng số 297 tổ tiết kiệm và vay vốn. Điều đáng phấn khởi qua đánh giá chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn hàng năm, 100% đều xếp loại tốt và khá. Có được kết quả đó, có sự nỗ lực cố gắng rất lớn của các tổ trưởng, tổ tiết kiệm và vay vốn. Họ thực sự là cầu nối quan trọng đưa tín dụng ưu đãi đến với người dân. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại trang địa phương huyện Tân Lạc do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào, tạm biệt.